Vụ thanh niên bị đánh bất tỉnh, ba người hành hung đi trên ô tô tải. Công an huyện Hoàng Hóa xác định nạn nhân bị ba người đi trên ô tô tải đánh đến bất tỉnh trên quốc lộ 1A. Sáng ngày 23 tháng 8, trao đổi với báo giao thông, Thạc sĩ Lê Ngọc Biển, trưởng khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh nhân Nguyễn Danh Sơn sinh năm 1992 ở thôn 2 Thịnh Trị, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nhập viện cấp cứu vào lúc 16 giờ 48 phút ngày 21 tháng 8 trong tình trạng lơ mơ, không tỉnh táo. Qua thăm khám, trên mặt bên phải của bệnh nhân có vết thương dài 2cm, còn bên trái sưng, phù nề. Qua chụp X quy phổi chưa phát hiện tổn thương, chụp chương trình thấy vết rạn răng hàm thành bên trái. Chưa phát hiện máu tụ trên não nhưng bệnh nhân vẫn trong trạng thái lơ mơ nên bác sĩ nghi ngờ có máu tụ trong não. Chiều nay, bệnh viện sẽ hội chẩn và chụp chương trình lại. Bệnh nhân có biểu hiện loạn thần do chấn động vùng não. Chăm con tại bệnh viện, bà Lê Thị Thắng, sinh năm 1963, bức xúc, thời điểm con trai tôi bị đánh là lúc đang đi xe máy biển kiểm soát 36C2-28346 từ Hà Nội về nhà thăm bố ốm. Khi đi đến cây xăng ở xã Hoàng Quỳ, huyện Hoàng, tỉnh Thanh Hóa, con tôi bị ba người đi trên ô tô tải đánh, đá túi bụi vào mặt và đầu. Từ hôm nhập viện tới giờ, con trai tôi không nói được gì, lúc tỉnh lúc mê. Sáng nay, gia đình những người đánh con trai tôi đến thăm, xin lỗi và đề nghị không viết đơn kiện. Nhưng con tôi bị đánh như thế này, gia đình tôi chỉ mong pháp luật xử lý nghiêm minh, trả lại công bằng cho con trai tôi, bà Thắng nói. Trong một diễn biến khác, qua xác minh ban đầu công an huyện Hoàng Hóa, nạn nhân Nguyễn Danh Sơn bị ba đối tượng đi trên ô tô tại biển kiểm soát 63C-08161 chặn xe, dùng mũ cối, tay chân đánh gây thương tích tại khu vực trước cây xăng xã Hoàng Quỳ. Vụ việc đang được công an huyện Hoàng Hóa tiếp tục điều tra làm rõ.